Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh nấu ăn của Tú Lê miền Tây. Không còn bao nhiêu ngày nữa thì mình đã đón Tết cổ truyền rồi. Hôm nay kênh Tú Lê chia sẻ đến các bạn món ngon cho ngày Tết được làm từ thịt và bông bóng heo. Mình sẽ làm món pate bông bóng vô cùng đơn giản, dẻo, mềm, ngon mà không hề bị khô, không bị cứng. Để làm món pate bông bóng heo, không chỉ đơn giản là thịt và da heo, phần gia vị cũng rất là quan trọng để cho cái món ăn của mình được thơm, đúng mùi vị hơn. Thì hôm nay Tú Lê chia sẻ đến các bạn từng công đoạn và chi tiết. Đầu tiên mình sẽ có ở đây là 500g da heo, 800g thịt đùi đầu rồng, thịt đùi mềm đó các bạn, thì mình cứ nói lấy thịt đầu rồng thì người ta sẽ biết. Hai cái bông bóng heo. Phần gia vị mình sẽ có 1/3 muỗng cà phê muối đỏ. Muối này sẽ giúp cho món ăn của mình giữ được lâu hơn, có màu đỏ đẹp mà không bị thiêu nha, không bị hư. 2 muỗng cà phê muối hồng, là mình chuẩn bị là muối Himalaya này, các bạn có thể mua trong siêu thị đều có bán hết, sẽ giúp cho món ăn của mình lên màu đỏ đẹp hơn. 2 muỗng rưỡi canh đường, nửa muỗng cà phê bột ngọt, 1 muỗng canh tỏi phi sẵn nha các bạn, và 1 muỗng cà phê bột hương khói sẽ giúp cho món ăn của mình được thơm hơn và đúng mùi vị hơn. Trước tiên thì mình sơ chế phần bong bóng heo, mình sẽ cho vô đây là một trái chanh, sẽ giúp cho cái phần bong bóng heo được khử đi mùi tanh và mùi hôi. Và 1 muỗng canh muối, sau đó mình sẽ xoa bóp cái phần bong bóng heo này. Xoa bóp bên ngoài xong rồi thì mình sẽ lặn vô trong, mình sẽ xoa bóp để cho nó khử đi cái mùi hôi của bong bóng heo á các bạn. Mình sẽ lặn ở bên ngoài lẫn bên trong để xoa bóp cái phần bong bóng heo này thật là kỹ, khi mình làm nó sẽ không có còn mùi hôi nữa. Cái độ co giãn của bông bóng heo rất là cao luôn các bạn, khi làm món này cực kỳ ngon mà nó mềm không bị dai. Bóp chanh muối xong rồi rửa sạch, cho thêm vô đây tầm 100ml rượu trắng, sau đó tiếp tục mình sẽ xoa bóp. Rượu này sẽ giúp cho cái phần bông bóng heo khử đi mùi tanh rất là tốt, cho nên thì mình sẽ làm kỹ 2-3 bước. Bóp với rượu xong rồi thì mình sẽ đem đi rửa thật là sạch lại với nước, thì cái phần khâu sơ chế cũng đã xong rồi đó các bạn, để cho sang một bên, tiếp tục mình sẽ đi sơ chế phần da heo. Da heo này thì mình cũng sơ chế, cho vô đây 1 muỗng canh muối và tiếp tục cũng cho vô đây 1 trái chanh. Sau đó thì mình sẽ bóp, mình nhồi, sẽ giúp cho phần da heo không còn mùi hôi lông nữa nha các bạn. Khi mình sơ chế kỹ như vậy, món ăn của mình sẽ rất là thơm và ngon, không còn mùi hôi và giữ được lâu hơn, không bị thiêu. Xong rồi mình sẽ đem rửa thật là sạch lại với nước, tiếp tục thì mình cũng cho vô đây là tầm 200ml rượu trắng. Sau đó thì mình cũng xoa bóp giống như là mình sơ chế cái phần bong bóng heo. Thường thì những cái món mà mình khử đi mùi tanh đó, các bạn sử dụng thêm một ít rượu trắng sẽ giúp cho món ăn của mình khử đi mùi hôi rất là tốt luôn. Cho cái phần rượu vô xong rồi mình xoa bóp, sau đó mình đem đi rửa thật là sạch lại với nước, thì như vậy đã xong rồi đó các bạn. Mình đã chuẩn bị sẵn ở đây là một nồi nước sôi ha, thì mình sẽ cho cái phần da heo vô để luộc luôn. Phần da này các bạn luộc lâu một chút nha, để cho da thật là mềm rồi mình mới sử dụng. Phần da heo này mình luộc trong vòng là 55 phút á các bạn, cũng gần 1 tiếng đồng hồ, cho da heo được thật là mềm thì mình mới sử dụng, và làm món này nó mới mềm và ngon, không hề bị cứng nha. Trong thời gian chờ đợi da heo cho nó mềm á, thì mình sẽ đi sơ chế phần thịt. Khi làm món này các bạn đi chợ sớm, mình chọn những cái phần thịt còn tươi mới đỏ. Khi mà mình cầm vô miếng thịt, các bạn sẽ cảm giác được cái độ hít, cái độ dính của thịt. Thì như vậy á, thịt mình làm ra mới ngon. Thịt này thì mình sẽ cắt mỏng như vậy. Làm món này thì không quá cầu kỳ, chỉ cần cái phần gia vị mình nêm nếm ngon thì món ăn của mình sẽ ngon đó các bạn. Quay sang cái phần da heo thì khi các bạn dùng đũa mình xơm vô, không cần dùng lực thì da heo vẫn mềm và lủng như vậy thì đã đạt rồi. Sau đó mình sẽ vớt ra một cái thau nước lạnh này. Tại vì món này mình ăn lạnh, da heo quá thì các bạn khi mình luộc thì sẽ thấy nó hơi mềm. Nhưng mà khi món này mình sẽ cho vô tủ lạnh, mình ăn dần, cái da heo nó sẽ co trở lại và nó sẽ dẻo dai trở lại nha. Mà nó dẻo dai là dẻo dai mềm, chứ không hề bị cứng. Nếu mà mình luộc không đủ thời gian mà phần da heo này mình sẽ cho vô tủ lạnh, và cái thời gian mình ăn nó sẽ rất là cứng và rất là khó ăn. Cắt phần da heo này thì mình sẽ nghiêng con dao một chút để cho da heo được mỏng, thì khi làm món ăn nó sẽ ngon hơn đó các bạn. Khi mình luộc đủ cái thời gian, mình cắt sẽ rất là dễ, không quá khó. Cứ lần lượt mình sẽ làm cho hết phần da heo đó nha. Nếu có phần mỡ ngoài lớp ngoài, các bạn nên cắt bỏ đi. Xong rồi thì mình sẽ cho vô thau để chuẩn bị làm luôn. Cho tất cả phần da heo vô thau, cho luôn cái phần thịt vô nha các bạn. Sau đó thì mình sẽ nêm nếm gia vị vào luôn. Tất cả cái phần gia vị lúc đầu mình chia sẻ thì mình sẽ cho vô đây hết luôn ha.
Muối đỏ sẽ giúp cho món ăn của mình giữ được lâu hơn mà không bị thiêu đó các bạn. Nếu mà mình không sử dụng thì mình chỉ ăn được ít ngày thôi. Đây là bột hương khói sẽ giúp cho món ăn của mình được ngon hơn đó các bạn. Rồi sau đó thì mình sẽ trộn đều lên nha. Chỉ mới ướp gia vị thôi là mình đã nghe một cái mùi thơm rồi đó các bạn. Một chút nữa thì mình sẽ cho thêm tiêu vào đây. Một muỗng cà phê tiêu và một muỗng canh tiêu hột. Phần tiêu này thì mình sẽ rang lên cho nó hơi nóng đi. Rồi mình hả cho vô đây. Nó sẽ giúp cho cái phần tiêu sẽ thơm hơn và dậy mùi hơn đó các bạn. Phần gia vị thì mình cũng đã trộn đều xong hết rồi. Như vậy là xong rồi đó các bạn. Bây giờ thì mình sẽ chuẩn bị để mà mình nhồi vô cái phần bong bóng heo luôn. Thịt rất là thơm luôn các bạn. Đỏ au luôn nè. Bong bóng heo thì các bạn nhớ lộn cái phần bên ngoài nó có một lớp mỡ thì mình sẽ để bên ngoài nha. Rồi sau đó thì mình sẽ nhét những cái phần thịt vô là được à. Ở đây á, thì mình sẽ chia ra hai cái phần bong bóng heo. Khi mà mua cái phần bong bóng về các bạn sẽ thấy là nó nhỏ xíu à. Thì ở trên đầu các bạn cứ việc mình cắt đi. Cái lỗ bự bự cũng được không sao hết á, để cho mình dễ nhồi vô hơn. Khi mà mình nhồi vô xong rồi thì mình sẽ cột nó lại. Mình lấy một cọng dây á, cái này nó giãn nhiều lắm các bạn. Mình sẽ lấy cọng dây ni lông á, mình sẽ may nó lại à. Cho nên là khi mà mua về á, các bạn thấy cái lỗ nó nhỏ, cái mình đừng có cố gắng mình nhét vô thì nó sẽ rất là khó. Mình cứ việc cắt một cái lỗ cho nó bự bự đi, rồi mình nhét vô. Sau đó thì mình sẽ may nó lại không sao hết. Tại vì cái bong bóng này nó có một cái độ giãn nở rất là cao luôn á. Các bạn có thể dùng một cây lẹm hay là một cây kim gì cũng được hết nha. Rồi cái mình may lại. Các bạn may làm sao cũng được hết trơn á, miễn làm sao mà nó bít được cái phần ở trên đây là được à. Khi mà mình hấp nó sẽ khít trở lại và nó sẽ căng tròn ra, rất là đẹp luôn. Xong rồi thì ở phần cuối các bạn nhớ cột cho chặt lại nha. Rồi cái phần chỉ dư này thì mình sẽ cắt bỏ đi. Cái sau thì mình cũng làm y như vậy đó các bạn. Thì khi mà làm xong rồi các bạn sẽ thấy nó mềm mềm ha. Nhưng khi mà mình hấp xong rồi á, nó dẻ lại rất là ngon luôn các bạn. Đây thì mình cũng đã làm xong được hai cái rồi nè. Mình đã chuẩn bị sẵn một cái nồi nước sôi rồi thì mình sẽ cho phần pate bong bóng vô hấp. Phần này thì mình sẽ hấp trong vòng là 1 tiếng đồng hồ. Rồi để nắp lại. Khi mà mình hấp được một lúc rồi, phần bong bóng nó sẽ căng lên tròn như thế này. Mình sẽ dùng cây tăm mình xơm vài cái thôi. Và mình chỉ xơm một lần thôi, không có cần xơm nhiều lần nha các bạn. Để cho cái phần khí bên trong đây nó thoát ra bớt thôi, chứ không có cần mình xơm nhiều lần. Tiếp tục thì mình sẽ hấp đến khi nào mà mình đủ thời gian là 1 tiếng đồng hồ thì mình sẽ lấy ra. Hấp đủ thời gian rồi thì mình sẽ thử nha các bạn. Mình sẽ dùng một cây tăm các bạn xơm vô nè. Và mình không còn thấy phần nước bên trong nó rỉ ra nữa. Thì như vậy chứng tỏ thịt của mình đã chín rồi đó. Xong rồi mình sẽ đậy nắp lại và để đó ủ trong vòng 30 phút nữa. Mình chỉ ủ thôi chứ mình không có mở bếp lên. Và sau khi ủ xong rồi mình sẽ lấy cái phần này ra. Đây các bạn coi rất là ngon luôn nè. Thơm lắm luôn. Mình sẽ dùng một cái màng bọc thực phẩm và mình bọc lại. Rồi cho vào ngăn mát tủ lạnh. Cái này thì các bạn có thể để tầm chừng 4-5 tiếng đồng hồ. Để cho nó lạnh và nó dẻ lại rồi mình có thể ăn. Mình làm buổi chiều gần tối rồi. Cho nên mình sẽ để trong tủ lạnh và để qua đêm sáng hôm sau mình sẽ lấy ra cắt cho các bạn coi nha. Mình quấn màng bọc thực phẩm như vậy sẽ giúp cho món ăn của mình không bị khô. Và khi mà các bạn chưa ăn liền thì mình cắt đến đâu, mình vẫn để cái màng bọc thực phẩm đến đó nha. Nếu mà mình không để màng bọc thực phẩm mà mình để thẳng vô tủ lạnh luôn thì món ăn của mình dễ bị khô lắm. Đây là mình đã để qua đêm rồi, bây giờ mình sẽ cắt ra cho các bạn xem nha. Đó, khi mà mình bọc cái màng bọc bên ngoài thì các bạn thấy dù cho mình để qua đêm rồi đó, nhưng mà cái phần thịt của mình trông vẫn rất là ngon nè. Rồi mình sẽ cắt ra làm hai. Đây cho các bạn coi, nó đỏ ao luôn, rất là đẹp luôn nè. Đẹp ghê luôn á các bạn. Cái phần bên dưới này là những cái cọng chỉ đó, thì mình chỉ cần mình cắt bỏ cái miếng này là được rồi. Đó là xong rồi đó các bạn. Các bạn thấy là mình làm có dễ không? Mình thấy khá là dễ ha. Chỉ cần một chút xíu thời gian thôi thì mình đã có món ngon cho ngày Tết sắp đến rồi đó. Làm cực kỳ đơn giản, cái phần nguyên liệu là rất là quan trọng ha. Nếu mà mình không biết cách làm thì nó sẽ không có ra được cái mùi thơm. Đây, thịt đỏ ao thơm phức luôn các bạn ơi. Mềm nè, nó mềm dẻo lắm mà không có hề bị khô, không hề bị cứng gì hết trơn á.
Đây các bạn coi trông rất là đẹp luôn ha. Thịt và da heo như vậy á, ăn mềm lắm luôn, mà không hề bị cứng đâu. Món này thì mình ăn kèm với lại muối tiêu chanh cũng ngon lắm. Một cách làm vô cùng đơn giản, không quá cầu kỳ thì mình đã có ngay món ngon cho ngày Tết sắp đến rồi. Khi mà ăn á, mình ăn đến đâu rồi mình cắt đến đó, đừng có tháo ra hết cái phần màng bọc thực phẩm, để tránh phần pate của mình bị khô nha. Thành phẩm của mình đã làm xong rồi, cảm ơn các bạn đã luôn theo dõi và đồng hành cùng mình. Nếu các bạn thích video này, hãy chia sẻ đến với bạn bè và người thân để cùng làm ra những món ăn ngon trong dịp Tết sắp đến.